điều tra từ đơn tố cáo của ông Võ Văn Tường ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về việc bị một nhóm người lừa bán viên đá quý có tính năng quỷ mọi loại sắt chiếm đoạt của ông 400 triệu đồng. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án đấu tranh. Chiều ngày 8 tháng 9, tại địa bàn xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với chín đối tượng. Tiến hành khám xét, lực lượng công an đã thu được nhiều tăng vật là các cục đá thanh sắt, thanh thạch cao là dụng cụ để nhóm này lừa đảo. Các đối tượng Gia Liên, Gia Men, Nguyễn Văn Kiều cùng trú tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Thị Thùy Linh trú tại huyện Trong Bắc tỉnh Đắk Lắc và Danh Công trú tại huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai khai nhận đã trực tiếp tham gia vụ lừa bán đá quý cho ông Thường. Đây là nhóm chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn bán đá quý thiên thạch đồng đen và hoạt động từ năm 2016 đến nay. Tuy nhiên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì các nạn nhân đều chưa mạnh dạng tố cáo vụ việc với cơ quan công an.